สอตักเจ้าพี่น้องเนอพี่น้องเอ้ยต่อนแดเนออ่ามันนี่ดอเลตาเอินหลอดทวานกวางมาเยียตายบ้านนางยิวเนอพี่น้องป้อมกันต่อนแดเนอtrọng đại hôm nay, hai con của mình là chú rể Lò Thoan và cô dâu Quảng Mai sẽ có món quà để dành tặng cho người mẹ của mình. Xin mời hai anh chị sẽ dành tặng món quà yêu thương cho hai mẹ của mình. Vâng, tiếp theo chương trình tặng quà của gia đình, xin mời gia đình Thọ Thoạn sẽ bước lên tặng quà cho anh rể của mình. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo món quà, sau món quà của anh Thoạn sẽ là món quà đến từ gia đình của em Hường. Hường sẽ lên trao món quà cho anh chị của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng là anh em thì như da với thịt mà như cây với cành. Trong ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại của anh chị hôm nay, những người làm em, làm cậu đã có những món quà thay cho tấm lòng của mình để cầu chúc cho anh chị sẽ từ nay về sau tiếp tục chung sống hòa hợp và cùng nhau chung sống đến đầu bạc giang lòng. Là món quà đến từ gia đình ông Thượng Sướng. Xin mời gia đình ông Thượng Sướng sẽ cùng bước lên trên sân khấu tặng cho hai cháu của mình món quà yêu thương trong buổi trưa hôm nay. Xin mời món quà đến từ dì Ương. Xin mời dì Ương sẽ bước lên trên sân khấu tặng cho anh chị của mình món quà. Trên sân khấu để đón nhận lại món quà của anh chị của mình. Xin mời Cao Thoạn sẽ bước lên trên sân khấu để nhận được món quà đáp lại từ anh chị của mình ạ. Hương đó cho hai con của mình.
Thank you.